Xin chào anh em, chào mình em đã quay trở lại với quán em Tùng Audio Hải Dương. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng đã được đóng gói và chuẩn bị gửi đi cho anh em nhé. Cái đợt này thì mưa gió khá nhiều và bão thì bên em cũng sẽ bọc rất là cẩn thận tất cả trang thiết bị âm thanh. Đấy, cái lớp bìa cắt tông bên ngoài rồi bên em sẽ bọc thêm chống sốc và chống nước để anh em có thể yên tâm. Hàng thì phân chuyển đi khắp các mọi miền tổ quốc của anh em khách hàng. Anh em đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio. Và buổi chiều hôm nay thì có rất nhiều đơn hàng của anh em. Đây, có những mẫu sản phẩm vàng này, mic không dây có lên được rất nhiều và đẩy công suất nữa các anh nhá. Và bên em thì khi gửi hàng đi thì luôn luôn có tên cửa hàng đấy và có thông tin địa chỉ, và cũng như là bên em sẽ cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho anh em mình nhận hàng được kiểm tra được thử hàng các bác. Và trong buổi chiều hôm nay thì rất nhiều đơn của anh em đây, rất nhiều đơn trang bị âm thanh, có rất nhiều đơn chưa kịp đóng. Có cái mẫu sản phẩm mic không dây mà lên đường trong buổi chiều hôm nay đi rất nhiều, đó chính là dòng mic JBL KM99 Plus. Hiện tại thì bên em Tùng Audio đang xả với giá hơn 1 triệu đồng các bạn một con mic không dây giá rẻ và chất lượng để anh em có thể lựa chọn trong tầm giá rất là phù hợp. Hơn 1 triệu đồng có mic không dây chơi rồi, đó chính là dòng mic JBL KM99 Plus. Và cùng anh em kiểm tra xem cái phiên bản hôm nay anh em đi rất nhiều đơn hàng, đó chính là dòng mic gì, hình thức như thế nào, các cái linh phụ kiện bên trong làm sao, chúng ta hãy cùng với em tìm hiểu và trải nghiệm nhé. Đây là toàn bộ linh phụ kiện bên trong của JBL KM99 Plus. Nói chung là hơn 1 triệu đồng mà các anh em có đầy đủ linh phụ kiện như thế này là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta sẽ có thiết kế bộ thu đây các bác nhá. JBL KM99 Plus thiết kế bộ thu đây, các bác nhìn thấy rất đẹp mắt đúng không ạ? Phiên bản công nghệ, hai dâu anten liền nữa các bác. Ra ngoài sử dụng đường cổng 6 ly, đường cổng ca lông đều được. Đấy. Và có tem bảo hành đầy đủ cho anh em 12 tháng. Nhận hàng được thử hàng, được kiểm tra hàng, rất nhiều anh em đặt được đơn hàng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có là mic. Đấy. Với những bộ mic không dây gia đình ấy, chúng ta sẽ có mic rời nhé các bác. Đấy, mic rời đây. Đây là thiết bị tay mic dòng mic JBL KM99 Plus. Tay to đế dài, độ lặng ổn định, cầm nắm thoải mái các bác nhá. Đấy, hai phần tay mic thiết kế và có đầy đủ như là sạc nguồn, giá chống lăn, dây 6 ly đi kèm và có phần quai sách để anh em có thể bắt thủ đồ. Đấy, rất nhiều. Linh phụ kiện nói chung là đầy đủ rồi. Em nhận hàng về là cứ thế, kết nối trực tiếp các thiết bị âm thanh và trải nghiệm thôi. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ cùng anh em cắm điện lên và kiểm tra hình thức thiết kế của dòng mic JBL KM99 Plus các bác nhé. Đây là thiết kế giao diện hình thức của anh em khi chúng ta cắm điện lên. Và trước khi gửi hàng đi cho anh em thì bên em sẽ kiểm tra về test âm thanh các bạn. Thì ở đây thì em sẽ setup thực tế luôn, của anh em test chất lượng âm thanh thực tế của phiên bản JBL KM99 Plus để anh em trải nghiệm âm thanh dòng mic không dây này. Đây là một trong những mẫu mic không dây rất là phổ thông của bên em, giá em cùng audio lên đường rất nhiều trong những ngày vừa qua. Rất nhiều bác đặt được đơn hàng rồi, rất nhiều bác đặt được đơn hàng. Nếu mà anh em muốn mua hàng thì các bác anh em cứ gọi điện trực tiếp bên em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình nhé các bác. Em xin phép anh em setup một chút về thiết kế mic. Đây, con này sử dụng bộ sạc rời nhé các bác nhé, sạc rời. Đấy, nó không đi kèm cắm sẵn vào bộ thu đâu. Thế các anh em mua hàng thì nó đã có đi kèm trong hộp sẵn rồi. Các anh em chỉ cần cắm vào ổ điện thông thường thôi là các anh em có thể trải nghiệm âm thanh đến từ JBL KM99 Plus, dòng mic không dây rất là chất lượng. Bên cả anh em đang xả với giá chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng thôi. Chúng ta đã có mic không dây chơi rồi. Đấy, trước khi lên đường thì phải test các bạn. Tất cả sản phẩm thiết bị âm thanh bên cả anh em sẽ test trước để đảm bảo là hàng đến tay anh em tiêu dùng chúng ta sử dụng và trải nghiệm ngay. Đấy, thế thao tác chuẩn bị hơi bất cập một chút, anh em thông cảm giúp em nhé. Đây, khi ra cắm điện lên các bác nhìn xem thiết kế giao diện của phần bộ thu này, và thiết kế này là một trong phiên bản màu rất là đẹp. Đấy, các anh em nhìn thấy chúng ta sẽ thể đánh giá được ngay chất lượng của dòng sản phẩm này. Đấy, khi chúng ta kết nối ấy, thì dòng này sẽ sử dụng pin con thỏ truyền thống nhé các bác, pin con thỏ truyền thống. Anh em có thể sử dụng pin 2A bất kỳ một quả pin nào, kể cả anh em có thể chơi cả pin sạc nữa các bác nhé. Pin sạc nhưng mà sẽ là bộ sạc chứ không phải là quả pin sạc gắn liền đâu. Đấy, các bác lưu ý cho em. Đấy, dòng này âm thanh cũng cực kỳ là tuyệt vời. Em thấy là với một con mic không dây của hơn 1 triệu đồng mà chúng ta có cái giải lời tương đối tốt, với chế độ âm thanh dạy bát dày chống hú cũng tốt hơn so với phiên bản mic có tiếng sáng, nên chúng ta hoàn toàn để lựa chọn cái dòng này. 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7. Đấy, em thấy thế nào với mức giá thành khoảng hơn 1 triệu đồng, một con mic không dây trong khoảng tầm giá như này quá phù hợp rồi đúng không ạ? Không cần quá nhiều tính năng, chủ yếu là chất âm ra, các bác thấy không ạ? Rõ nét, khỏe, rõ lời, không hiện tượng ù rú, zip mic xảy ra mà em đứng rất là gần cặp loa của em đây. 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7.
trong khoảng tầm giá như này em thấy là rất là phù hợp các bạn. À, chúng ta có ngay một con mic không dây trong khoảng tầm giá hơn 1 triệu đồng, hình thức đẹp, chất âm đủ để các anh em cảm thấy hài lòng trong khoảng tầm giá như này. Nếu các anh em cần mua một con mic không dây để cải thiện âm thanh phòng hát gia đình, mang lại cho các anh em phòng hát gia đình chuyên nghiệp, đẹp mắt, việc thiết kế giao diện sang trọng hơn, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn ngay với phiên bản mic không dây JBL KM9 Plus mà ngày hôm nay bên cả anh em lên đường rất nhiều cho anh em khách hàng đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra, thử hàng, thanh toán xong. Và anh em đang có nhu cầu mua mic không dây giá rẻ chất lượng có thể tham khảo ngay một sản phẩm JBL KM9 Plus mà bên cả anh em Tùng Audio đang giới thiệu nhá. Và video của em xin dừng lại tại đây. Đây là các anh em ở những video tiếp theo của em Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.